Thanh Tân xin kính chào quý khán giả. Hôm nay là Thanh Tân đóng vai là Quang Văn trong một cái MV ca nhạc của nữ ca sĩ Kim Thiên Hương. Em muốn nói với anh rằng là anh hãy nắm tay em, đưa em đi đến những nơi nào chỉ có mình baby boy. Hôm nay ta sẽ ở bên nhau tay đàn nụ hôn tuyệt vời. Hey boy, look at me now, look at me. Làm không có lương mà tốn tiền game nữa. Cho em nhận lấy yêu thương mình đã rơi. Nói chung mày sáng giờ thì anh em mà ai cũng mệt hết trơn rồi, nhưng mà mệt là mệt vui, tại vì sức lao động của anh em bỏ ra đến tâm huyết, ai cũng quyết tâm hết trơn á, cho nên là cho dù có mệt mỏi cỡ nào thì ekip đạo diễn với Toto lúc nào cũng vui vẻ. Nói chung là vui vẻ là được rồi. Người không lưu luyến cũng mãi vì tình yêu, giờ đã chẳng còn nữa rồi. Người quên đi hết những giấc mơ ngày xưa, người à, mong quý khán giả đón xem cái MV ca nhạc Sự Án Võ Minh Lương của ca sĩ Kim Hương và giúp được cho nhiều người cùng đón xem. Xin chào. Đừng khiến cho người mình tình yêu phải đau.